Chào đón quý vị đang quay trở lại với bản tin FBNC hôm nay 23 tháng 9. Thưa quý vị, sau khi áp thuế tự vệ đối với một số mặt hàng thép từ Trung Quốc, thì lượng sắt thép nhập khẩu từ Nga về Việt Nam đã tăng phi mã tới hơn 2.400% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thuộc Bộ Công Thương. Theo số liệu của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi gần 140 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu sắt thép từ Nga. Con số này chỉ đứng thứ hai trong nhóm các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất từ Nga. Tuy nhiên, nếu xét riêng sắt thép, thì lượng thép nhập khẩu đã tăng đến 2.421% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Nga về Việt Nam cũng có tăng trưởng hơn gấp đôi, như dây điện và dây cáp điện tăng hơn 500%, ô tô nguyên chiếc tăng gần 400%, linh kiện phụ tùng ô tô tăng hơn 100%. Tuy nhiên, tính chung kim ngạch trao đổi hai chiều giữa hai nước lại giảm đến 22% so với cùng kỳ năm 2015, còn khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ. Gần 70% máy móc thiết bị phục vụ cho nông nghiệp của Việt Nam phải nhập khẩu. Đây là thông tin vừa được Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch cho biết tại hội thảo mới đây bàn về cơ giới hóa nông nghiệp. Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã thực hiện khảo sát tại 92 cơ sở chế tạo máy trên 15 tỉnh, thành phố đại diện cho 7 vùng kinh tế cả nước. Kết quả cho thấy các sản phẩm máy móc nông nghiệp nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, v.v. chiếm tới gần 70%. Các doanh nghiệp cơ khí trong nước chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, đầu tư công nghệ hạn chế, dẫn đến chất lượng sản phẩm còn hạn chế, chi phí sản xuất cao, khả năng cạnh tranh thấp. Thưa quý vị, sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ITPC đã phối hợp cùng với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đối thoại lần thứ 154 giữa doanh nghiệp với chính quyền thành phố. Tại đây thì hàng loạt những thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc xuất hóa đơn để khấu trừ thuế đã được nêu ra. Thắc mắc được nhiều doanh nghiệp nêu ra tại buổi đối thoại đó là khoản chi phí doanh nghiệp hỗ trợ cho nhà phân phối trong bán hàng có thể xuất hóa đơn để tính vào chi phí khấu trừ thuế cho doanh nghiệp hay không. Tụi em bán hàng cho một đại lý ở tỉnh và đại lý này bán hàng cho khách hàng của mình. Nhưng mà khi hàng tụi em vừa bán ra được khoảng thời gian khoảng một tháng thì cái mặt hàng đó bị so với thị trường thì chúng bị đao giá. Và khi đó thì bên đại lý của em đòi hỏi em là phải hỗ trợ cho họ một cái khoản tiền bù giá đó để họ hỗ trợ cho khách hàng của mình. Thì em đòi hỏi đại lý của mình là phải xuất hóa đơn 10% VAT cho bên em. Bởi vì theo em đó là cái hỗ trợ có điều kiện, tức là tôi hỗ trợ cho anh để anh hỗ trợ khách hàng của anh. Nhưng mà ở bên đại lý của em thì họ nói rằng là họ không phải xuất hóa đơn. Trả lời cho thắc mắc trên, đại diện Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chi phí trên có được tính vào chi phí của doanh nghiệp để khấu trừ thuế hay không, còn tùy thuộc vào việc hỗ trợ đó có kèm theo điều kiện hay không. Bên kia nhận tiền hỗ trợ đưa ra đề nghị, nhưng cái bản đề nghị đó nếu là kèm theo điều kiện thì vẫn phải lập hóa đơn và tính thuế. Còn không kèm theo điều kiện thì không phải lập hóa đơn tính thuế mà chỉ lập chứng từ thu chi. Còn cái trường hợp mà nó không phục vụ, nó không liên quan tới là tôi có hay không có cái khoản chi đó, tôi vẫn tiến hành cái hoạt động của tôi, không ảnh hưởng gì, không liên quan gì tới hoạt động sản xuất kinh doanh của cái người chi hỗ trợ đó, thì trong trường hợp có hay không có hóa đơn khoản chi đó cũng không được đưa vào chi phí được chưa. Tuy nhiên, việc xác định hỗ trợ có điều kiện hay không có điều kiện theo trả lời của Cục Thuế trong nhiều trường hợp khá mơ hồ, nên nhiều doanh nghiệp dù nhận câu trả lời vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Tại buổi đối thoại, một số doanh nghiệp cũng thắc mắc trường hợp doanh nghiệp dùng thẻ tín dụng để thanh toán các khoản chi cho doanh nghiệp và chỉ có thể xuất hóa đơn vào thời điểm ngân hàng báo nợ của thẻ hàng tháng cho tất cả giao dịch thì có được phép tính vào chi phí công ty để khấu trừ thuế hay không. Đại diện Cục Thuế cho biết, các khoản trên có thể coi là thanh toán qua ngân hàng nên vẫn được tính vào chi phí khấu trừ thuế. Thưa quý vị, xăm hình trên cơ thể đang là một trào lưu, một thú chơi hấp dẫn đối với giới trẻ. Do lối sống của nhiều người trẻ hiện nay thì xăm hình lại đang có nguy cơ lan rộng. Pháp luật không cấm, nhưng xăm hình liên quan đến trực tiếp sức khỏe, thậm chí là đến tính mạng của người dân, nhất là trong thời buổi đầy rẫy nguy cơ về các bệnh lây nhiễm. Do vậy, nâng cao hiểu biết cho giới trẻ về nghệ thuật này thì cần phải được coi trọng. Trong thời gian gần đây, xăm hình đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ, giúp các bạn trẻ tự tin thể hiện cá tính, đam mê riêng của mình. Góc nhìn xã hội thay đổi, xăm hình giờ được gọi là xăm nghệ thuật, thay vì những tính từ không mấy tốt đẹp trước đây. Nhu cầu xăm hình là có thật, và có cung thì ắt có cầu. Vượt qua định kiến, nghề xăm giờ đây đã trở thành một nghề kinh doanh ăn nên làm ra, khi có hàng trăm cửa hàng xăm hình hoạt động hiệu quả. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí còn có những con phố xăm hình như phố Bùi Viện với hơn 10 cửa hàng xăm đang hiện diện. Thực tế, các cửa hàng xăm hiện nay vẫn hoạt động hợp pháp, có đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo quy định.
Tuy nhiên, hoạt động xăm truyền thống hay xăm nghệ thuật không được xem là ngành nghề kinh doanh cụ thể riêng biệt trong hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam. Đối với quy định của pháp luật hiện hành thì tôi nhận thấy là vẫn còn thiếu vắng những cái quy định về điều chỉnh hay là quản lý đối với hoạt động xăm hình. Cụ thể là đối với hoạt động xăm hình thì không được ghi nhận là một trong những cái ngành nghề kinh doanh trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Đây cũng không được xem là một cái hoạt động kinh doanh có điều kiện. Ở đồng thời thì cũng không có quy định nào quy định rõ là cơ quan nào có thẩm quyền để mà chịu trách nhiệm quản lý hay là giám sát, kiểm tra xử lý đối với hoạt động xăm hình nghệ thuật. Thì chính vì vậy thì nhìn tổng thể thì đối với hoạt động xăm hình hiện nay thì các quy định để điều chỉnh cũng như là quản lý rất là thiếu vắng, hầu như là bỏ ngỏ. Lỏng lẻo trong quản lý kinh doanh, tay nghề của thợ xăm cũng không được kiểm soát. Xăm hình diễn ra trực tiếp trên cơ thể con người, nhưng chất lượng dụng cụ xăm, an toàn về y tế bị bỏ ngỏ. Tại Việt Nam, chưa có một chuẩn mực y tế nào để kiểm soát ngành nghề xăm hình nghệ thuật. Buông lỏng quản lý chất lượng y tế với hoạt động xăm hình có thể gây ra hậu quả tới sức khỏe người xăm, hay nặng hơn là lây truyền các bệnh truyền nhiễm. Đó là chưa kể nguồn gốc các loại máy xăm, mực xăm và các công cụ chuyên dụng khác cũng không được kiểm soát. Thực tế, trong thời gian qua, chưa có bất kỳ vụ kiện tụng nào liên quan đến sức khỏe người xăm hình. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn nhìn nhận xăm nghệ thuật cần được quan tâm đặc biệt về mức độ vệ sinh, chất lượng mực xăm và tay nghề của người thợ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, mực xăm giá rẻ không rõ nguồn gốc có thể gây kích ứng da, thậm chí ung thư da. Điều kiện làm nghề xăm ở Việt Nam hiện nay là rất dễ dàng. Trong khi một ngành nghề tương tự là phun xăm thẩm mỹ muốn hoạt động, chủ cơ sở phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn về y tế, tay nghề theo quy định của pháp luật. Không có quản lý chất lượng thả nổi, khách hàng chỉ có thể dựa vào tiêu chí duy nhất là uy tín chủ cửa hàng để đảm bảo an toàn cho mình. Tôi chỉ có thể dựa vào uy tín và sự giới thiệu của bạn bè để lựa chọn một tiệm xăm cho mình. Tôi biết hiện tại thì không có một chứng mực nào về y tế, về tay nghề, mà khách hàng chúng tôi chỉ có thể dựa vào uy tín của thợ xăm để lựa chọn cho mình xăm cho mình thôi. Quản lý ngành xăm bị buông lỏng nên việc đào tạo nghề này cũng không hề được kiểm soát. Các cơ sở dạy xăm thường đa phần dạy nghề theo kiểu cầm tay chỉ việc. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một cơ sở đào tạo nghề xăm của Hội Mỹ thuật thành phố là có chương trình đào tạo bài bản và cấp chứng chỉ hành nghề cho học viên. Từ một lĩnh vực tự phát theo nhu cầu xã hội, nghề xăm hiện đang có xu hướng gia tăng tràn lan. Trong xu thế phát triển, chính bản thân các chủ cơ sở xăm nghệ thuật cũng mong mỏi có sự quản lý đối với ngành nghề của mình. Nếu có cơ chế quản lý phù hợp sẽ giúp họ tự tin phát triển nghề nghiệp, tự do sáng tạo. Còn hiện tại, họ vẫn phải cố gắng để làm nghề, để kinh doanh với một chuẩn mực về y tế, về nghệ thuật của riêng mình để gây dựng uy tín của khách hàng. Nói về nghề xăm nó cũng nhiều khi là bị mặc cảm. Tại ngành nghề mình không được công nhận, mà trong khi mình làm cái giá trị nghệ thuật mình cũng rất là cao, mình phải suy nghĩ, mình phải tính toán và cái đẹp đem cái đẹp cho người đó mang cơ thể suốt cả cuộc đời chứ không phải là một ngày một bữa. Nhà nước không có cái mã ngành riêng cho ngành xăm nghệ thuật mà chỉ xếp ngành xăm nghệ thuật vào phun xăm thẩm mỹ. Mình cũng muốn là cái ngành nghề mình nó có một cái mã nghề là cái mã ngành xong rồi nó có được xã hội công nhận, có được pháp luật điều chỉnh. Luật đầu tư năm 2014 quy định ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng. Với quy định này, luật sư Kiều Anh Vũ, văn phòng luật sư Lê Nguyễn cho rằng xăm hình nghệ thuật là ngành nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe người khách hàng hay rộng hơn là sức khỏe cộng đồng, nên việc quy định điều kiện kinh doanh với nghề xăm là cần thiết. Bởi khi có quy định rõ ràng với các tiêu chuẩn về tay nghề, về chuẩn mực y tế, khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ, người làm nghề được tự do, kinh doanh và rộng hơn sẽ tránh thất thu về thuế khi giá dịch vụ xăm nghệ thuật hiện tại là không hề rẻ. Rõ ràng là với sự thiếu vắng những cái quy định về quản lý đối với hoạt động xăm hình nghệ thuật thì đặt ra một cái nhu cầu là nhà nước cần phải quản lý đối với hoạt động này và cần phải có một cái những quy định pháp luật hay là một cơ chế pháp lý, một khung pháp lý để chúng ta quản lý và điều chỉnh đối với hoạt động này. Về góc độ pháp lý thì chúng ta cũng nên là đưa nó thành một cái hoạt động trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, với việc mà xem xét nó là một cái hoạt động kinh doanh có điều kiện hay không thì cũng phải cân nhắc trên nhiều yếu tố, bởi vì hiện nay là chúng ta chủ trương là tự do kinh doanh và không có cản trở quyền tự do kinh doanh và tạo ra một môi trường kinh doanh thông thoáng thuận lợi. Tuy nhiên, cái điều kiện cụ thể thì tôi cho rằng là chỉ cần áp dụng những cái quy định về cơ sở đủ điều kiện an toàn kinh doanh thôi, chứ không phải là điều kiện về chứng chỉ hành nghề, bởi vì đối với chứng chỉ hành nghề thì cái tính khả thi nó sẽ thấp, bởi vì hiện nay nếu như mà chúng ta buộc họ có chứng chỉ hành nghề thì cũng không rõ là có cơ quan nào phải cấp chứng chỉ hành nghề cho họ. Cũng theo luật sư Kiều Anh Vũ, để nghề xăm hình nghệ thuật được quản lý và có những quy định điều chỉnh cụ thể, cần một quá trình khá dài của hoạt động lập pháp.
Trước mắt, trong giai đoạn ngành nghề này chưa được pháp luật điều chỉnh, các cơ quan chức năng, nhất là tại các địa phương có nghề sâm phát triển như tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nên có những quy định tạm thời để quản lý hoạt động xâm hình nghệ thuật. Chẳng hạn, có thể quy định Sở Y tế địa phương là cơ quan quản lý về chuyên ngành đối với hoạt động để có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Về lâu dài, trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cần bổ sung loại hình kinh doanh này. Ngoài ra, cần phải tuyên truyền phổ biến đến giới trẻ hiện nay những hiểu biết về thẩm mỹ, cũng như những nguy cơ có thể gặp khi muốn được xăm mình. Thưa quý vị, sắc xanh ở phiên cuối tuần đã giúp cho hai sàn chứng khoán có một tuần tăng điểm trọn vẹn. Chỉ số VN Index diễn biến khá tích cực nhờ vào xu thế tăng trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN Index diễn biến khá giằng co khi bước vào phiên giao dịch cuối tuần, mặc dù vậy sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế nhờ vào lực đẩy của các cổ phiếu vốn hóa lớn, blue chips như Vinamilk, Gemadep, RE. Đáng chú ý trên sàn là giao dịch thỏa thuận của FPT với trị giá hơn 1.100 tỷ đồng, dòng tiền vào thị trường vẫn đang diễn ra khá sôi động. Chuyển sang phiên chiều, sắc xanh của VN Index được duy trì vững chắc khi có thêm sự tăng tốc mạnh hơn từ Vinco và GAS. Số lượng mã tăng chiếm ưu thế, tâm lý nhà đầu tư tỏ ra tích cực hơn với thị trường. Trong khi cung không nhiều mà lượng cầu lại luôn trong tư thế sẵn sàng. Khép phiên VN Index tăng 0,4% lên mốc 674,09 điểm, thanh khoản đạt hơn 4.600 tỷ đồng với lượng thỏa thuận chiếm hơn 50%. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index giao dịch giằng co trong biên độ hẹp gần như suốt phiên, thị trường thiếu tính bứt phá do không có sự hỗ trợ tích cực từ các cổ phiếu chủ chốt, hoạt động giao dịch trên sàn khá ảm đạm. Chốt phiên HNX Index chỉ tăng nhẹ lên mốc 83,82 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 35 triệu đơn vị, tương đương trên 490 tỷ đồng. Vậy ngay sau đây thì mời quý vị hãy gặp gỡ với biên tập viên Nguyên Khang để cùng cập nhật các thông tin thế giới. Xin mời Nguyên Khang. Vâng, xin được cảm ơn MC Tú Trinh và chúng ta đang cùng đến với phần điểm qua một số thông tin đáng chú ý ở ngành giải trí. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ AFP, Sở Cảnh sát Los Angeles đang tiến hành công tác điều tra đối với nam tài tử Brad Pitt về hành vi bạo hành trẻ em. Trước đó thì Phòng Dịch vụ Trẻ em và Gia đình thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết họ nhận được một tố cáo nặc danh liên quan đến việc Brad Pitt thường xuyên la mắng và đánh đập các con của mình. Nguồn tin này đã dẫn chứng việc gần đây nhất khi Brad Pitt có những hành vi bạo hành tương tự trong cơn say xỉn trên chuyến bay riêng từ Pháp về Mỹ hồi giữa tháng 9 vừa qua. Đáng chú ý là lệnh điều tra của cơ quan chức năng Mỹ chỉ đến ít ngày sau khi đơn xin ly hôn giữa Brad Pitt và Angelina Jolie được công bố trước giới truyền thông. Cuộc chia tay của cặp đôi nổi tiếng thế giới đã chính thức khép lại cuộc tình Brangelina kéo dài 12 năm với lý do không thể giải quyết những bất hòa trong cuộc sống gia đình. Hiện cả hai đang giành quyền giám hộ cho 6 đứa con. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý khác của làng giải trí. Theo một kết quả chưa chính thức được hãng thông tấn Reuters công bố thì giải Nobel Hòa bình năm nay đã thuộc về đoạn phim khắc họa hình ảnh lực lượng cứu hộ tình nguyện tại Syria có tên là Why Hamas, tạm dịch là những người cứu hộ đội mũ trắng. Cũng theo Reuters, đoạn phim tư liệu này sẽ sớm được công bố rộng rãi trên toàn cầu thông qua dịch vụ xem phim truyền hình qua mạng Netflix. Đoạn phim đã ghi lại những hình ảnh xúc động của hàng ngàn người tham gia lực lượng cứu hộ tình nguyện tiến vào một quang cảnh hoang tàn của Syria sau một cuộc không kích và ra sức cứu sống những người dân thường bị mắc kẹt ở dưới đống đổ nát. Sau khi được đăng tải trên mạng, đoạn phim này đã đạt được hàng ngàn chữ ký yêu cầu Hội đồng Nobel trao giải Nobel Hòa bình cho tác phẩm này. Sue Cox, nữ nghệ sĩ Anh đã bị ám sát cách đây không lâu, cũng đã viết thư đề xuất trao giải thưởng cao quý nói trên cho Why Hamas. Lễ công bố chính thức giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10 tới. Nhà đấu giá nghệ thuật Christie hôm thứ Năm cho biết đồ dùng và một số tài sản của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và phu nhân đã thu về được gần 6 triệu đô la Mỹ trong buổi đấu giá vừa diễn ra tại New York. Thậm chí, ban tổ chức còn cho biết số tiền họ thu được từ buổi đấu giá đã cao gấp 3 lần dự đoán ban đầu. Theo công bố của Christie, những món đồ được mua với giá cao nhất bao gồm những kim cương và những vật phẩm thời trang được đệ nhất phu nhân Nancy Reagan sử dụng tại buổi lễ quốc khánh Mỹ năm 1986. Giá trị thu về của những món đồ này đã cao hơn rất nhiều ước tính ban đầu của ban tổ chức khi đạt đến gần 320.000 đô la Mỹ. Là tổng thống thứ 40 của nước Mỹ, Ronald Reagan từng nổi tiếng với vai trò diễn viên và là một biểu tượng bảo thủ nổi bật của nước Mỹ.
Kính thưa quý vị, trong những ngày cuối cùng còn tại vị trong vai trò là ông chủ Nhà Trắng thì Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao tặng huy chương quốc gia cho 24 cá nhân với những đóng góp tiêu biểu về nghệ thuật và nhân sinh tại nước này. Một trong những nhân vật được đương kim Tổng thống Mỹ bày tỏ sự trân trọng và khâm phục sâu sắc trong buổi lễ vinh quang là diễn viên hài Mel Brooks. Ông Obama ghi nhận những đóng góp của nam diễn viên hài bằng lời phát biểu Brooks là người dành cả đời mang đến tiếng cười cho thế giới. Tất cả những người được trao tặng huy chương đều là những cây đại thụ trong làng nghệ thuật nước Mỹ với sức ảnh hưởng và sự đóng góp to lớn vì nhân quyền. Ra đời từ năm 1984, giải thưởng được tổ chức hàng năm tại Mỹ. Và thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại phần điểm qua một số thông tin đáng chú ý ở làng giải trí và chúng tôi xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bản tin cùng với MC Tú Trinh. Cảm ơn Nguyên Khang rất nhiều và ngay sau đây thì xin mời quý vị tiếp tục giữ kênh để đến với các thông tin tiếp theo. Người dân bị thiệt hại do đổ xô nuôi cá tra quá lứa bán cho Trung Quốc. Chuyên gia cảnh báo phần mềm diệt virus chưa đủ bảo vệ hệ thống mạng của doanh nghiệp.